một cặp nhẫn cưới, một cặp nhẫn tình nhân, một cặp nhẫn kỷ niệm. Vậy Lan trân trọng giới thiệu đến với tất cả quý khách. Đây là một cặp nhẫn mà tuyệt vời đẹp từ yêu cầu của vị khách hàng, từ ý tưởng Kỳ Lân gửi ý và khách hàng yêu cầu, trên sự kết hợp trao đổi qua lại giữa Kỳ Lân và khách hàng đã tạo ra được một mẫu, một cặp nhẫn mà kỷ niệm ngày cưới của anh chị khách hàng này. Như nhau về kích thước bản nhẫn, chỉ khác nhau về ni tay thôi. Nam thì ni tay, sai tay to hơn, nữ thì nhỏ hơn. Cặp nhẫn này không full kim cương hết, chỉ có full một nửa trên. Điểm đặc biệt trên cặp nhẫn này, trên từng chiếc nhẫn này là có những cái đường kẻ biên này ánh bóng sáng từ vàng nguyên khối AO750 chuẩn hội ngoại, kết hợp với những viên kim cương hộp xoàn thiên nhiên mà Kỳ Lân đã tuyển chọn từng viên một, với những viên đẹp nhất từ những lô kim cương VVS đẹp nhất, sau đó tuyển chọn để tạo ra được cặp nhẫn sang trọng đẳng cấp thượng lưu đúng tiêu chí của Kỳ Lân, hàng cao cấp, sản phẩm cao cấp luxury. Sau khi Kỳ Lân hoàn thiện xong và tỉ mỉ đến từng chi tiết xong, hoàn hảo xong, tinh tế, đẹp, sang trọng xong, bắt đầu Kỳ Lân sẽ kiểm định. Kiểm định ở đây là kiểm định về vàng, phân tích thành phần vàng, vàng 750 với hàm lượng vàng là 75%, nhưng mà đây là Kỳ Lân làm hơn luôn, 75,95 là gần 76, là tương đương 76, vàng 76 rồi, còn lại các thành phần khác mình chỉ quan tâm đến là bao nhiêu phần trăm vàng thôi, đó chính là vàng 750 rồi. Tiếp đến là mình đi kiểm định nguyên chiếc, từng chiếc luôn. Thì đơn vị kiểm định họ sẽ chụp hình sản phẩm lại và họ sẽ kiểm định. Nếu như chỉ cần một viên lấp lánh này mà không phải là kim cương thì sẽ không được kiểm định. Và họ ghi rất rõ ở đây trên mỗi chiếc luôn, 108 viên và trọng lượng rất là rõ luôn. Kim cương thiên nhiên, tròn 108 viên, trong suốt và mức độ là nên mỗi chiếc đều phải có một cái giám định như vậy, cũng 108 viên. Vâng, và nếu như quý khách có nhu cầu về những mẫu mà về trang sức hay là bất kỳ những sản phẩm gì bằng vàng và kim cương hoặc xoàn thiên nhiên tuyển chọn vào nguyên khối AO750 thì hãy liên hệ với Kỳ Lân để Kỳ Lân thực hiện những mẫu theo ý tưởng của quý khách, hoặc là nếu quý khách chưa có ý tưởng thì hãy liên hệ với Kỳ Lân để Kỳ Lân lên ý tưởng và thiết kế design gửi mẫu quý khách duyệt và Kỳ Lân hoàn thiện theo một sự tinh tế nhất, đúng sản phẩm, đúng tiêu chí cao cấp luxury của Kỳ Lân, để tạo ra những giá trị về không phải là một sản phẩm thời trang, một sản phẩm giá trị về tinh thần, một sản phẩm giá trị về ý nghĩa, mà nó là giá trị về tài sản đẹp nhất, tinh tế nhất, hoàn hảo nhất, đúng chất đẳng cấp sang trọng thượng lưu của Kỳ Lân Luxury.